Hello anh em nha, đã quay lại với kênh Máy móc Việt Nam Bình Tân. Thì hôm nay em sẽ review cũng như là đưa tới anh em một dòng sản phẩm quang 3 chức năng sử dụng điện của Detong. Mẫu này là DK-RH2603 Plus dành cho anh em mình. Là trên cái hộp máy thì nó cũng đã ghi rõ đầy đủ tổng quát hết thông tin cũng như là công suất của một con máy mà anh em cần. Thì bây giờ em sẽ là nói rõ hơn. Con máy này á, nó sẽ là sử dụng điện là điện 220, còn motor thì sẽ là 1050W. Mũi nó xài tối đa cho anh em mình á, có thể là lên tới 26 ly nha anh em. Cân nặng của máy á, là 2,8 kg cho anh em mình. Và về cấp á, thì nó sẽ có nhiều cấp để anh em mình sử dụng. Cấp thứ nhất nè, nó có cái vòng mua là 1180 vòng. Còn cái cấp mà anh em sử dụng cái chế độ búa á, thì sẽ có là 5200 vòng. Và cái lực đập của nó là 3.2V nha anh em. Anh em có thể là xài 3 chức năng, chế độ quang không nè, chế độ quang có búa nè, và cả chế độ búa không thì anh em là đục bê tông á. Rồi ở dưới thì nó sẽ có thêm một số cái thông tin nữa dành cho anh em mình. À, đặc biệt dòng này chắc chắn là xài đầu gài SDS để cho anh em mình có một cái loại máy có cứng cáp hơn khi mà anh em sử dụng nha. Nhiều cái loại máy mà anh em xài loại đầu kẹp anh em thì nó sẽ không cứng cáp bằng đầu gài SDS. Rồi riêng khi mà anh em mua con máy này á thì sẽ có luôn một cái vali đựng trọn bộ con máy. Và bây giờ thì em sẽ là khui ra để cho anh em biết rõ được những cái phụ kiện mà anh em được nhận khi mà sắm nha. Một con máy anh em khui ra sẽ có một số giấy tờ và nó sẽ cho kèm theo anh em hai cái miếng chổi than. Thì riêng mà anh em xài những cái máy của Detong lâu năm rồi thì anh em cũng sẽ biết Detong rất là kỹ lưỡng ở cái phần này, cho anh em thêm chổi than sơ cua, một cái cỡ để anh em đo một con máy. Và dòng này thì anh em sẽ nhận được ngay thêm hai cái mũi đục nữa anh em, mũi đục đặt, một là mũi đục đầu tè này nè, một mũi đục đầu nhọn, và ba kích cỡ của cái mũi khoan. Khoan này là khoan bê tông, anh em sẽ nhận được là 8 nè, 10 nè và 12 luôn. Rồi thì cái quá trình mà anh em vô xem video á thì cũng đã được bên em test thử cho anh em là mũi đục nè và mũi khoan rồi. Thì bây giờ mình sẽ là tìm hiểu trên con máy có cái gì và nó có thể là ứng dụng trong công việc anh em có tốt hay không nha. Dòng này hiện tại là dòng xịn sò nhất của Detong. Khi mà anh em sắm một con máy á, có một cái body khá là đẹp luôn, sản phẩm của Detong, sử dụng mặt đạn là NSK nha anh em. Mình đang nói riêng về cái phần body máy thì thiết kế khá là đẹp, hai màu chủ đạo màu đen và màu xanh. Công tắc thì nó sẽ có là bắn vào và bắn ra luôn cho anh em mình. Có thêm một cái nút giữ nữa để trường hợp mà anh em khoan nhiều, khoan liên tục á thì mình có thêm một cái nút nữa để tránh cái trường hợp mà anh em làm việc nó mỏi tay thì mình có thể là sử dụng cái nút gài này. Còn riêng về cái nút mà ba chức năng của máy á, thì nó ghi rất là rõ cho anh em mình để anh em mình có thể là hoạt động con máy đúng với cái nhu cầu nhất nha anh em. Chế độ búa nè, chế độ khoan có búa nè và chế độ khoan không. Riêng dòng này thì em đánh giá khá là cao. Thứ nhất là về motor máy cũng như là mặt đạn mà máy sử dụng là được sử dụng mặt đạn NSK của Nhật. Và cái tay cầm thì thiết kế cũng khá là vừa vặn và dễ dàng cho anh em mình tăng chỉnh khi mà anh em mình làm với nhiều cái góc độ khác nhau. Anh em có thể là tùy chỉnh được cái tay cầm. Đó, khá là cứng cáp cho anh em mình sử dụng. Đầu gài SDS nè, rất là đơn giản luôn. Đó, anh em đã có một cái máy đục. So với những con máy mà anh em sử dụng là đầu kẹp á, mà mũi 13 ly hay gì đó thì nó sẽ không chắc chắn cũng như là không cứng cáp bằng đâu nè. Riêng dòng Plus thì nó sẽ có cái dây nguồn là dài, khá là dài cho anh em là 3m nha. 3m để cho anh em mình sử dụng cũng như là xài trong cái công việc anh em nhu cầu mà cao, anh em làm chuyên thợ mình đi công trình nè, rút lõi khoan bê tông hoặc là phá bê tông á, thì mình nên đầu tư một cái dòng tốt một xíu nha anh em. Giá cả thì hiện tại nó đang là hỗ trợ nhất trên thị trường cho anh em mình khi mà sắm một con Detong 3 chức năng. Riêng cổng dây dài này 3m á, thì hãng còn nâng cấp cho anh em thêm một cái chui nữa. Chui này thì để cho anh em có thể là chịu được cái nhiệt độ cao hơn. Đó, khi mà anh em sử dụng liên tục ngoài trời nắng á, thì cái chui này nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn nha anh em. Đó, chui cao cấp, không phải như cái chui thông thường đâu. Xài vẫn là điện 220 thôi. Thì để cho cái trường hợp tránh được cái trường hợp mà anh em mua phải hàng nhái, hàng giả ngoài thị trường á, thì em sẽ là báo giá luôn con Detong này. Đó, mã của nó là RH2603 Plus dành cho anh em mình để anh em mình đầu tư một con máy đảm bảo được cái chất lượng nè, cái giá trị máy cũng như là sẽ có nơi hậu mãi sau này. Cái thời gian mà anh em sử dụng có hư hại hay là có cái vấn đề trục trặc hay là xui rủi gì đó anh em làm rớt máy thì vẫn có linh kiện và phụ kiện được Detong và Máy móc Việt Nam cam kết đảm bảo cung cấp cho anh em 100% nha. Thì giá con này hiện tại Máy móc Việt Nam đang bán cho anh em chỉ có 1,5 triệu thôi. Giá nó không phải là quá cao nhưng mà nó đem lại được tốt cái chất lượng cho anh em, tránh cái trường hợp mà anh em mua ngoài thị trường hàng nhái hàng giả nó chỉ rẻ hơn vài trăm thôi, chỉ là 500 rồi 600 ngàn thôi, nhưng mà anh em con máy anh em xài 2 hôm 3 hôm hay 4 hôm gì đó thì nó sẽ không còn ngon như lúc ban đầu nữa. Và dòng này nó cam kết được cho anh em nha, rất là nhiều cái luôn. Chế độ bảo hành thì 6 tháng nè, linh kiện phụ kiện cho kèm theo anh em đều là loại tốt hết, tích hợp trên sẵn máy, dây, phụ kiện và vali. Đó, thì sau khi mà thấy em
nghe em review. Anh em nào thích con này thì có thể là chốt đơn nha, điện vào số hotline 0906 779 465 để được bên em trao hàng cũng như là giao hàng sớm nhất cho anh em mình. Còn những anh em ở xa thì mình có thể là bấm vào các đường link như là kênh TikTok nè, hoặc là kênh Shopee gì đó, thì anh em có thể là mua qua những cái kênh đó luôn. Còn anh em nào mà ở gần địa chỉ hơn nữa thì anh em có thể là chạy qua luôn địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, để mình có thể là vừa được trải nghiệm máy, vừa được lấy máy về mình xài luôn nha anh em. Giá chỉ 1,5 triệu thôi, anh em đã có máy xài. Và em cũng cảm ơn rất là nhiều anh em đã bỏ thời gian quý báu ra anh em xem video tới bây giờ. Anh em nào mà chưa subscribe kênh thì có thể là subscribe kênh và nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh, để mỗi khi Máy Móc Việt Nam lên những cái gói nè, những cái chương trình mới nhất, những mã máy mới nhất á, thì anh em có thể là được cập nhật sớm nhất và theo dõi để mà mình mua nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.